Trở Về Mái Trường phải chăng là một bộ phim học đường sướt mướt? Đừng lầm tưởng, hãy chuẩn bị tinh thần cho một trải nghiệm đầy kinh hoàng. Với tựa tiếng Anh là Detention, đây là bộ phim được chuyển thể từ tựa game kinh dị cùng tên từng gây sốt 4 năm trước. Khác biệt với số đông những bộ phim chuyển thể tệ hại, Detention được lòng cả người xem đại chúng lẫn giới chuyên môn khi nhận về 12 đề cử tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 56 và thắng 5 giải trong số đó. Vậy, Detention với vai trò là một phim live action đã làm điều đó như thế nào để tránh được vết xe đổ của những phim từ game trước đó? Và liệu đây có chỉ đơn thuần là một bộ phim kinh dị hù dọa? Tớ là Hiệp và chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nào. Phim lấy bối cảnh tại Đài Loan vào những năm 60, khi mà thời kỳ thiết quân luật đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Bất kỳ hành vi truyền bá văn hóa phẩm cấm đều sẽ bị kết tội phản quốc, bị bắt giam, tra khảo, thậm chí tử hình. Cô gái Phương Nhuế Hân tỉnh dậy trong lớp học khi trời sẩm tối. Không một bóng người, các lớp học bị niêm phong hết, không gian nơi đây nhuốm màu tang tóc đến sợ người. Hội ngộ cùng với người em khóa giới Ngụy Trọng Đình, cả hai bị mắc kẹt tại trường do cây cầu dẫn ra ngoài đã sập. Dòng sông đỏ ngầu bên dưới thì quần quận như đang giận dữ. Không còn cách nào khác, Hân và Đình phải quay lại vào trong. Từng bước, Hân dần nhận ra đây chính là một vòng lặp, một sự trừng phạt dành cho những tội lỗi kinh khủng mà cô đã gây ra trong quá khứ. Vậy, một bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử cần những yếu tố nào để thành công? Bên cạnh việc phải chiều lòng những fan trung thành của tựa game gốc, phim chuyển thể còn phải làm hài lòng những người xem mới. Ngoài ra, việc đảm bảo nội dung của game không bị cắt xén hay thay đổi cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Detention là một trong những phim live action hiếm hoi hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ trên. Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ một điều rằng trò chơi điện tử và phim ảnh là hai hình thức kể chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên là người chơi được đặt vào chính góc nhìn của nhân vật, được chủ động đưa ra những lựa chọn để đưa câu chuyện đi về phía trước. Không những vậy, việc đem tới nhiều endings cũng là một yếu tố quan trọng làm nên sự thú vị trong mỗi câu chuyện của game. Ngược lại, phía phim ảnh, người xem thường là người đứng ngoài chứng kiến một câu chuyện được kể từ đầu tới cuối. Vẫn có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là tập phim đặc biệt Bandersnatch của series Black Mirror. Nhưng nói chung, việc đón nhận nội dung qua phim ảnh mang tính thụ động hơn nhiều so với game. Vì vậy, việc chuyển thể nội dung của game lên màn ảnh đôi lúc đòi hỏi nhiều sự hy sinh. Sự hy sinh đầu tiên đó chính là thời lượng. Nhiều tựa game đổ sộ tiêu tốn của game thủ hàng chục giờ chơi, nhưng với phim thì căng lắm là từ 2 tới 3 tiếng. Những nhà làm phim buộc phải cắt xén nhân vật, tuyến truyện bên lề hoặc tệ hơn là những sự kiện quan trọng. Điều này vô tình tạo nên lợi thế lớn nhất của Detention phiên bản phim. Thời lượng chơi của tựa game gốc chỉ kéo dài từ 3 tới 4 tiếng với những người chơi tốc độ trung bình, như tớ thì chơi kém thì là khoảng 5 tiếng. Sự gọn gàng của cốt truyện game tạo điều kiện lớn để các nhà làm phim không phải bất đắc dĩ sử dụng cây kéo vàng như nhiều phim chuyển thể khác. Nội dung của Detention bản phim còn đầy đủ tới mức đem cả hai cái kết của game lên màn ảnh mà tạo ra rất ít cảm giác cượng gạo. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chỉ cần đem nguyên si những gì được kể từ game lên là xong. Câu chuyện gốc không hề dễ để chuyển thể lên màn ảnh bởi nó hoàn toàn không được kể theo tuyến tính. Khi chơi game, quá khứ của nhân vật chính Phương Nhuế Hân dần được khám phá khi người chơi giải những câu đố được giải đều. Game chuyển tâm liên tục từ thế giới vòng lặp của Nhuế Hân đến quá khứ và với phim thì không thể làm như vậy được vì quá loạn. Để giải quyết vấn đề này, kịch bản của phim được chia ra làm từng chương nhỏ. Chương đầu tiên mang tên Ác Mộng tập trung hoàn toàn vào bối cảnh Nhuế Hân đã chết, hiện tại đang ở trong vòng lặp. Sau khi dần đưa ra những gợi ý nhỏ, phim chuyển ngay sang chương tiếp theo là Kẻ Cáo Mật, dành riêng để kể về quá khứ của cô. Sự phân chia rạch ròi này không làm phim bị đứt gãy, ngược lại, chúng đảm bảo được tính liền mạch của một bộ phim điện ảnh, khiến người xem dù có chưa chơi game cũng có thể theo dõi các tình tiết một cách dễ dàng. Đó là nội dung nói chung, vậy nếu như phải loại bỏ yếu tố gameplay thì sao? Về cơ bản, Detention là một tựa game sinh tồn giải đố. Những thử thách trong game đòi hỏi người chơi phải cẩn thận và kiên nhẫn để tìm ra những manh mối ghép nối lại để có được một câu chuyện hoàn chỉnh. Những câu đố còn trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết khi được lấy cảm hứng nhiều từ văn hóa tâm linh Á Đông và những câu chuyện dân gian của Đài Loan. Chẳng hạn như mỗi điểm checkpoint là một bàn thờ. Từ đó, game dễ dàng tạo nên cho người xem cảm giác rùng rợn. Những cảm giác đó còn đến một cách tự nhiên hơn khi chính ta nhận ra rằng những đặc tính văn hóa đó gần gũi đến như thế nào. Với bản phim thì người xem không thể có một trải nghiệm tương tự, không đi qua những câu đố, có nghĩa là các nhà làm phim phải chọn một cách thể hiện khác. Đó là lúc mà phim đi rất sâu vào mối quan hệ của các nhân vật. Mở đầu ngay với những dòng khái quát về giai đoạn lịch sử đen tối nhất của Đài Loan, phim từ đó bám sát và khai thác những biến cố tác động trực tiếp đến cuộc sống của Nhuế Hân và những học sinh, thầy cô của trường trung học Thúy Hoa. Nếu như trong game, những câu thoại đắt giá giữa các nhân vật thường chỉ được thể hiện bằng những câu thoại dạng chữ, thì với phim, chúng được kéo dài hơn, với nhiều khoảnh khắc cảm xúc hơn.
Có thể kể tới một số ví dụ khi phim khắc họa bi kịch gia đình của Nhuế Hân, chúng ta có thể ngay lập tức cảm nhận được sự đau khổ của cô qua khoảnh khắc này. Hay như là phần đoạn Nhuế Hân bắt đầu có tình cảm với thầy Trương Minh Huy cũng khác với game. Chúng phần nào tạo cảm giác thực tế, lãng mạn và nhiều cảm xúc hơn nếu so sánh với những đoạn cutscene trong game. Diễn xuất của dàn diễn viên thực lực cũng là một điểm sáng khi nó khẳng định thêm tính điện ảnh của tác phẩm. Sự thể hiện nhân vật khiến chúng ta hiểu thêm về họ, về một Nhuế Hân bồng bột, nhạy cảm và đầy đau khổ, về khát khao tự do của cô giáo Ân Thúy Hàm và thầy Trương Minh Huy, về cách họ trốn tránh, vật lộn và không thể thoát được cái kết đã được báo trước. Bản thân tôi đánh giá rất cao diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên Gingle Wang. Cô đã thể hiện đầy đủ những cung bậc cảm xúc của nhân vật Phương Nhuế Hân, từ ngây thơ, hạnh phúc rồi đến điên loạn vì chính tay cô đã gián tiếp hại chết người mà cô yêu thương nhất. Nói chung, Detention bản phim có thể coi là một bộ phim kiểu mẫu cho một tác phẩm chuyển thể từ game. Nó có đầy đủ những ưu điểm vượt trội, không xuyên tạc nhân vật, không biến tấu tình tiết, không bỏ qua những sự kiện quan trọng, phải hy sinh yếu tố gameplay nhưng vẫn đảm bảo một câu chuyện đầy cảm xúc. Dù bạn đã chơi game hay chưa, thì bộ phim chuyển thể này vẫn xứng đáng được trao một cơ hội xem thử. Ở luận điểm thứ hai này, tớ sẽ tập trung nói về phim dưới danh nghĩa là một tác phẩm điện ảnh tách biệt hơn, cụ thể là dòng phim kinh dị và cách mà phim gợi nên nỗi sợ từ người xem. Phim không có quá nhiều cảnh jump scare nhảy bổ ra khỏi màn hình, không có những con ma đáng sợ do kỹ xảo thiếu hoàn thiện. Nhưng tại sao Detention vẫn đáng sợ như vậy? Câu trả lời nằm ở yếu tố văn hóa tâm linh Á Đông được thổi vào những chi tiết quái dị liên hệ trực tiếp tới những thứ mà chúng ta, những người châu Á chắc chắn đã nghe qua một lần trong đời. Đó là những linh hồn của người chết không thể siêu thoát, bị mắc kẹt không thể lên thiên đàng cũng như là xuống địa ngục. Điển hình nhất là chi tiết khi Phương Nhuế Hân nhìn thấy chính ngôi mộ mang tên mình nhưng không thể nhớ ra rằng mình đã chết. Hay khéo léo hơn ở một phân cảnh khi Nhuế Hân đi qua một tấm gương mà người xem không thể nhìn thấy gương mặt cô phản chiếu trong đó, rất giống với tín ngưỡng của người Việt Nam ta, thường che đi những tấm gương khi trong nhà có người mất để linh hồn của họ không hoảng sợ khi nhìn thấy mình trong đó. Phim cũng khơi dậy nên sự rùng rợn một cách vô thức qua những chi tiết rất khéo. Ví dụ như là vòng lặp bắt ép Nhuế Hân phải thực hiện lại những hành động khi còn sống một cách rất máu me chỉ để cô thừa nhận tội lỗi của mình. Hay là những chi tiết nhỏ hơn nữa nhưng lại vô cùng kỳ quái như khi Nhuế Hân được biểu dương trước toàn trường nhưng khán đài bên dưới thì đều vỗ tay chung một nhịp. Chung một nhịp đấy nhá. Chúng không hẳn là những chi tiết kinh dị nhưng đều bất thường và quái lạ. Chính vì vậy, cách tạo dựng nỗi sợ của phim rất ít khi tấn công trực diện mà cứ từ từ chậm rãi mà làm người xem cảm thấy bất an. Cũng chính vì thế mà cũng có nhiều người xem cho rằng tính kinh dị của phim chưa đủ đô với họ. Điều này cũng dễ hiểu bởi thứ đáng sợ nhất của phim không phải là ma quỷ hay là tâm linh. Detention cả game và phim đều rất dũng cảm khi động vào thời kỳ lịch sử có thể nói là đen tối và nhạy cảm nhất của Đài Loan. Theo thống kê, thời kỳ thiết quân luật kéo dài 38 năm tại nơi đây đã khiến 140.000 người trở thành tù nhân chính trị và gần 4.000 người bị xử tử vì chống đối chính quyền. Câu chuyện về thầy Trương Minh Huy và câu lạc bộ đọc sách bí mật chỉ là một trong số những ngọn lửa nhen nhóm cho khát vọng được tự do trong những ngày tháng tăm tối ấy. Detention đã mang tới một câu chuyện kỳ dị như là giả tưởng nhưng ẩn sâu bên trong đó còn là thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là sự ác độc quỷ quyệt của con người, những màn tra tấn áp bức đẫm máu, sự sợ hãi đến loạn trí của những người trẻ chỉ muốn chạm tay lên bầu trời của sự tự do. Người xem có thể không bị dọa dẫm bởi những chi tiết ma quái, nhưng câu chuyện liên quan tới lịch sử kia thì không hẳn là bịa đặt, và đó chính là thứ khiến Detention trở nên ám ảnh sâu sắc. Tất nhiên, Detention khó có thể coi là một bộ phim kinh dị hoàn hảo, nhưng với những gì mà nó đã làm được mà tớ đã nói ở bên trên, thì phim hoàn toàn có thể là một bộ phim kiểu mẫu dành cho những tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử nói chung, và nếu xét riêng trên tư cách là một bộ phim kinh dị bình thường, thì nó vẫn thực sự độc đáo. Các bạn đã xem bộ phim này chưa? Và cảm nghĩ của các bạn như thế nào? Tớ rất tò mò đấy, nhất là với những ai yêu thích tựa game gốc. Cảm ơn các bạn đã xem, tớ là Hiệp và chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.